Nào em ơi, quay hộ anh một tí thôi. Đúng một tí thôi. Này. Nhanh nhanh nhanh. Đây sắp là lần cuối luôn rồi. Vì em biết vì sao. Đây. Quay cho anh một tí thôi xong. Xong là em sẽ biết lý do tại sao. Sau này anh sẽ ít nhờ em. Đây đây đây, đang quay rồi, đang quay rồi, quay đi. Quay rồi, đang quay rồi. Nào nhìn vào đây. Rồi, quay đi. Thì ngày nào anh nhờ em quay ấy, lần nào ấy cũng phải gọi là van xin, quỳ lạy, thuyết phục. Làm gì đúng không? Thì hôm nay anh sẽ cho em biết tay. Nhìn đây. Thì đây là một cái nỗi khổ của các YouTuber khi mà nói chung là không quá nổi tiếng. Người ta làm YouTuber ấy, thì người ta có cả một ekip, đúng không? Đi theo sau có người quay các kiểu. Còn cái cuộc đời YouTuber của anh ấy thì đến một cái máy quay cũng không có, phải dùng cái điện thoại. Xong rồi đến cái mic còn càng không có luôn. Đây, mic cũng không có. Khó thân nhỉ. Khổ chưa? Đấy, thì thế cho nên là cái này nó mới xuất hiện để nó gọi là cái gì nhỉ? Cứu. Phao cứu cánh. Đây. Thì trước khi đến với phần giới thiệu thì sẽ trải nghiệm qua tí. Đây, em quay xuống dưới để anh sẽ cho. Thấy chưa? Hay ho. Đấy, thì anh cũng dùng qua một vài những cái chân đế cũng như là cái gimbal cũng như là cái gọi là tự sướng rồi, gậy tự sướng ấy. Thì anh gặp một vấn đề đầu tiên nhá. Là cái chân này nó rất là yếu. Đấy. Thì cái này cái điểm khác biệt đầu tiên ấy là cái chân nó rất là chắc chắn. Cái thứ hai là cái phần gọi là gọn nhẹ. Đây, cực kỳ gọn nhẹ. Tức là nó chỉ như thế này thôi, anh có thể mang đi đâu cũng được. Nó luôn luôn theo anh. Đấy. Và cái độ tiện dụng nữa. Và đặc biệt nhá. Thì ví dụ như anh hay phải gọi là live stream hay là quay phim ở đâu ở đây chẳng hạn. Thì nó anh sẽ bẻ một cái cành cây. Anh sẽ bẻ một cái cây. Anh cắm vào đây. Cắm vào cái lỗ này. Cắm vào cái lỗ này nó sẽ cố định lại. Thì cắm vào cả ba lỗ luôn. Thì bất chấp cả kiểu là gió hay là bão cấp 12, 13 anh vẫn chơi được. Đấy. Cái hay tiếp theo của nó nhá. Là cái cao độ này của nó ấy. Cao thêm nữa. Cao hết cỡ thì sẽ là 1m6 mà anh chỉ cần cao đến như thế thôi. Anh còn cao hơn cần cao thêm. Còn hai cái hay ho tiếp theo nữa của nó nhá. Giới thiệu từ từ cho anh xem. Thì nó có thể gọi là xoay ngang xoay dọc các kiểu. Với lại khi mà ví dụ những cái trước anh cầm ấy, anh dùng ấy, thì ví dụ anh kéo cái này lên thì nó lại cao quá, kéo cái này xuống thì nó thấp quá. Ê, khoai chi xinh không phải rồi. Đi tìm xinh không nhanh. Em có tưởng tượng không? Khi mà anh quay nhá, ví dụ anh muốn hạ thấp độ cao này lên xuống ấy, thì cái tay cầm cũ của anh ấy nó rất là khó lên khó xuống, còn cái này thì nó khác hẳn hoàn toàn. Đấy, đấy là điểm tiếp theo. Cái nữa ấy thì anh có thể cầm đây, có thể cầm và chỉnh hướng này. Tức là ví dụ như không có người quay thì mình sẽ tự sướng, tự quay, tự đi, tự làm gì làm, tính làm gì làm, đúng không? Đây là cái hay tiếp theo. Nhưng mà nói chung là với nhu cầu của anh ấy thì chủ yếu là anh sẽ quay cố định một chỗ và anh sẽ chỉ di chuyển góc này, di chuyển góc kia thôi. Cho nên cái việc anh di chuyển ấy nó cũng sẽ rất là dễ. Và nữa thì ví dụ như bây giờ anh đang ở cái góc thấp này, anh di chuyển đến góc cao thì chẳng hạn như anh có thể cho nó cao lên này. Hoặc anh có thể để lên trên các cái kiểu dạng như kiểu trên bàn, trên ghế hoặc các cái đồ vật, miễn là nó bằng phẳng là ok. Tóm lại là nó không có nhiều tính năng nhưng mà cái linh hoạt của nó rất là cao. Và có một cái nữa thì anh rất tiếc là đây. Không cái nữa. Ví dụ bây giờ anh chọn 4K này, quay này. Ví dụ quay nhá. Thì bình thường là anh cứ phải bấm máy đúng không? Nó chạy. Đúng không? Bây giờ anh sẽ kết nối xong anh ấn luôn, nhưng mà bây giờ anh chưa kết nối. Đây kết nối thử demo thử cho cái anh luôn. Giữ này. Đây đèn trắng kết nối rồi này. Đấy, giờ anh demo thử nha, em quay thử xem nó tự quay. Hello, xin chào năm cho anh em. Hôm nay mình sẽ live stream. Được rồi. Dừng lại. Giỏi nhỉ. Như thế sau này không cần. Đấy, mà quan trọng nhất ấy là giá nó chỉ có bao nhiêu? Mấy trăm nghìn. Thấy chưa? Mà không cần phải gọi là quá chuyên nghiệp, thì đây là dành cho những anh em gọi là YouTuber nghèo khổ như mình. không có nhiều điều kiện. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái gọi là chân đế tích hợp với gậy tự sướng rồi các kiểu, nói chung là không biết gọi là gì nhưng mà thấy nó được ấy, rất là hợp với mình. Sau bao nhiêu ngày gọi là mong muốn tìm kiếm một cái
còn có một hãng nó có một cái tính năng mà anh rất thích nữa là tự động di chuyển theo chủ thể. Khi mà anh di chuyển này nó sẽ tự động nó di chuyển, nhưng mà nó không có cái tính năng đấy. Thì có nghĩa là anh cũng hy vọng là phiên bản sau thì thằng này nó có. Thì ok, bây giờ mình sẽ đến với cái phần giới thiệu chi tiết nhé. Xong. Đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh em YouTuber một cái công cụ cực kỳ gọi là đắc lực và hữu ích cho các anh em. Đặc biệt là những anh em như mình không được nổi tiếng cho lắm thì lấy đâu ra người mà quay phim riêng cho. Mỗi một lần cần quay cái gì thì nói chung là phải nhờ người này nhờ người kia, rất là gọi là khó khăn. Thì đấy chính là một cái gậy mà nó sẽ treo được cái điện thoại vào. Nói chung là các anh em YouTuber mà không quá nổi tiếng như mình thì không thể có những cái gọi là máy quay cũng như là thiết bị hiện đại được. Cho nên là nói chung là một cái gậy mà có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu ấy thì rất là khó. Mình đã dùng rất là nhiều các cái loại gậy rồi giá treo rồi các kiểu rồi, nhưng mà nói chung là nó được cái này thì nó lại mất cái kia. Thì đây là một cái công cụ rất là đặc biệt và tuyệt vời, nó đến từ Xiaomi mà mình đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Giá thì cực kỳ rẻ. Mình mua ở trên Shandong, mình đang ở bên Trung Quốc, mua bên Shandong. Đây. Đây là cái gọi là bao bì vận chuyển, rất là đơn sơ như này thôi. Đại khái là nó chỉ có 100 mấy chục tệ thôi. Tính ra tiền Việt rơi tầm khoảng 4-500 nghìn gì đấy. Như thế gọi là đối với mình so với những cái công cụ mà mình đã gọi là mất tiền mình mua ấy, bao nhiêu là công cụ rồi. Gậy tự sướng rồi các kiểu gậy rồi cuối cùng nói chung là nó cuối cùng là vẫn phải nhờ người quay cho. Thì cũng rất là hy vọng là cái gậy này nó sẽ có những cái gọi là cải tiến và có những cái khác biệt. Thì anh em đều biết rồi, Xiaomi là một cái thương hiệu mà nó chuyên sản xuất những cái đồ thông minh. Nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó sản xuất ra cả cái gậy. Rồi ok, đầu tiên là về gọi là bao bì bên ngoài nó sẽ in hình một cái gậy. Ở bên trong đây, rồi các cái tính năng đây. Nó có sẽ có một cái chân đế cố định này với một cái chiều dài 1m6 anh em ạ. 1m6 thì cái chiều cao này là thoải mái. Nói chung là mình có dùng cái chân đế của máy ảnh để gắn cái điện thoại vào làm cái máy quay ấy thì ok, nhưng mà cái việc mà mình thay đổi cao độ ấy rất là gọi là phiền. Rồi mình di chuyển ấy cũng rất là phiền vì nó to nó nặng mà. Đấy, thì cái chân đế này nó nhẹ và nó vẫn đáp ứng được cái điều cái độ cao như kiểu là cái chân đế của máy ảnh nhá. Ok, và nữa thì với cái chân đế của máy ảnh thì mình phải mua thêm một cái gọi là cái ngoàm để nó chuyển. Nhưng mà cái này thì nó tích hợp sẵn luôn rồi, anh em không cần phải gọi là mua thêm. Có một cái hay nữa ở đây thì nó sẽ có một cái nút điều khiển. Nó sẽ kết nối với điện thoại, anh em có thể là chạy ra ngoài và bấm, đỡ phải nhờ người bấm cho này. Rồi có thể có chức năng này zoom này, phóng này. Rồi phóng to thu nhỏ các kiểu ấy. Đấy. Rồi từ đây có một cái túi này. Rồi có cái đầu chuyển để khớp với các cái thiết bị quay khác, ví dụ như là máy ảnh này. Chắc máy ảnh thì không nên rồi, hoặc là những cái máy ví dụ như là cái con máy gì nhỉ, ví dụ như là GoPro các kiểu đấy. Rồi còn cái này là cái quái gì thì mình cũng không biết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục này, xem bên trong như thế nào. Anh em đợi tí nhé. Đấy, không có người quay nó căng thế đấy. Đây rồi, bên trong nó sẽ như thế này. Để mình đập hộp luôn, luôn nha. Bóc siêu. Nào. Như thế nào? Hình như là gõ một cái nó đã mở ra rồi. Đấy. Không có thể kéo lên kéo xuống, không hay phết. Đại khái là như thế. Đây. Rồi cái cảm quan đầu tiên là những cái gọi là build quality à, từ sơn đến chất liệu cảm giác rất là chắc chắn. Không kiểu như mấy đồ ngoài đồ chợ chứ các thứ. Chân đế thì cực chắc rồi, không phải suy nghĩ gì. Này anh em gọi là thao hồ live stream các kiểu. Còn ở đây nó có thêm một cái phụ kiện gì nữa thì mình cũng không biết, để mình cho nó ra đã. Đằng nào cũng vứt cái hộp này đi thì nó sẽ xé ra vậy. Không còn gì nữa rồi. Nói chung chỉ có như thế này thôi. Và một cái sách hướng dẫn. Đấy.
cái phần remote thì nó sẽ gắn vào đây và hết bằng nam châm. Hay phết. Được đấy. Ở đây mình xem cái chỉnh, phần chỉnh độ cao độ này. Ồ, cực kỳ chắc luôn. Anh em có thể gọi là xoay ngang này, xoay dọc này. Hay đấy. Chắc. Mỗi tội cái hit nam châm này hơi yếu. Tung tung tính là rơi rồi. Ok được. Còn cao 1m6 thì mình nghĩ là thoải mái rồi. Nói chung là cái này thì tiện. Có thể gọi là thay một cái cây gậy tự sướng cũng được. Đây cầm như này. Đó. Các tư thế. Ok, khá là tốt. Thì mình nghĩ là với một cái số tiền gọi là không quá nhiều, với lại những cái chất lượng hoàn thiện với cả những cái tính năng này thì mình nghĩ là khá là ổn. Đấy, mình sẽ kết nối Bluetooth vào thì nó sẽ có các cái tính năng này này. Quay này, rồi tắt này, xoay màn hình này, phóng to thu nhỏ này. Đấy, những chức năng gọi là cơ bản nhất, đầy đủ hết, logo MI này. Khá. Và hình như là đây, cái chỗ này khi mà mình ở bãi cỏ ấy, mình có thể cắm một cái que vào đây. Cắm que sắt vào đây để cố định, ví dụ gió nó thổi thì cũng không sợ nó bay mất cái này được. Nhưng cái này rất là chắc chắn. Nói chung là được anh em nhé. Những anh em YouTuber nghèo khổ như mình thì tốt nhất là có thể đây là một cái lựa chọn được, đỡ phải nhờ người quay. Rồi ok, xin chào anh em.